Nào, tớ chắc chắn sẽ gặp may mắn rồi. Nào, máy đừng làm tớ thất vọng. Tớ muốn một cái gì đó ngon. Skittles. Được, may mắn về phía ngày hôm nay rồi. Tớ cũng sẽ được may mắn thôi. Tớ sẽ muốn có một cái gì đó ngon để Mia ghen tị. Cố lên máy ơi, cố lên. Cái gì? Thức ăn cho mèo. Hoàn toàn không những gì tớ mong đợi. Chờ cậu chờ đấy. Không, tớ sẽ lấy món ngon của tớ. Nút ma thuật. Nào, ấn cùng nhau nhé. Ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Khách của tớ đến rồi. Chào mừng bạn đến với thử thách. Nào, đến lúc phải nhấn nút rồi đấy. Tớ nhọn màu cam. Tớ chắc chắn sẽ được may mắn thôi. Sự lựa chọn tuyệt vời, Jennifer. Đó là Nutella. Cậu thực sự rất may mắn đấy. Bởi vì có cả một xô Nutella dành cho cậu đấy. Tất cả là của cậu. Ngon làm sao. Đó là Nutella. Tớ sẽ không nhầm lẫn hương vị này với bất cứ thứ gì đâu. Đổ đi, đừng có tiếc. Như cậu ước thôi. Xong, đến giọt cuối cùng rồi nhá. Trời ạ. Cái này đáp vào đồ tớ rồi. Nhưng mà cái thùng Nutella hết rồi à? Nếu sự ngon lành như vậy đã đổ lên đầu Jennifer thì tớ chắc chắn cũng sẽ là người may mắn thôi. Cậu nói đúng đấy Mia. Cậu nhận được kẹo dẻo. Tớ có một gói lớn. Và cậu sẽ không đói đâu. Ôi, mơ kẹo dẻo. Trời ơi, tớ muốn ngậm một viên kẹo bằng miệng. Tuyệt lắm. Tớ nghĩ tớ có một ý tưởng tuyệt vời. Jennifer, cậu đưa má đây. Mia, cậu làm gì vậy? Thôi, đừng buồn. Hãy tự xem đi. Kẹo dẻo gì mà không có Nutella chứ. Ôi, ngon quá. Một ý tưởng tuyệt vời đấy. Mia có cả một hộp kẹo dẻo. Có lẽ cậu ấy sẽ chia sẻ với tớ. Mia, lâu lắm rồi không gặp. Cậu tặng cho tớ một viên kẹo nhé. Cậu muốn kẹo dẻo à? Tại sao không? Giữ lấy này. Cảm ơn cậu rất nhiều. Cậu làm gì vậy? Tớ sẽ không chia sẻ với cậu đâu. Đây là kẹo dẻo của tớ, có nghĩa là tớ sẽ tự ăn chúng. Trời ạ, đồ tham lam. Vậy thì tớ cũng sẽ có kẹo dẻo riêng của tớ thôi. Tớ không muốn làm cậu khó chịu. Nhưng mà cậu sẽ không có kẹo dẻo trên màn hình đâu, bạn thân yêu. Ôi, cái gì thế này? Trời ạ, đầu tớ. Đây rõ ràng không phải là những viên kẹo dẻo mềm nhỏ mà tớ muốn. Giấy vệ sinh. Tớ vừa có một ý tưởng tuyệt vời đây này. Bây giờ cậu ấy sẽ biết thế nào mà tham lam. Trời ơi, chuyện gì vậy? Đây là giấy vệ sinh phải không? Trời ơi, cái gì vậy? Cậu phải theo dõi quan sát đồ ngọt của mình chứ, đồ tham lam. Trời ơi, bây giờ tớ dính trong cái gì đây? Tớ muốn đi tắm nhanh chóng. Không đâu em yêu. Cậu cần phải ấn nút thôi. Thế được rồi, tớ sẽ nhấn cả hai cái. Xem nào. Bột mì với mật ong. Mia, như này sẽ rất vui đấy. Mở nắp ra và bắt đầu nhé. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời ạ, ngọt thế. Đây là mật ong. Tớ yêu mật ong. Rất là vui đấy. Bây giờ sẽ có một cái còn vui hơn rơi vào đầu cậu. Ngọt thế, ngon thế. Đừng di chuyển nhá. Trời ạ, có cái gì đang rơi vào đầu tớ đây? Cái gì đó màu trắng, đây là tuyết sao? Không, nó giống như bột hơn. Bạn nói đúng đấy, vui lắm. Trời ạ, chơi như thế nào bây giờ? Không biết Mia, nhưng mà cậu trông thật là buồn cười, giống như một cái bánh vậy. Thôi, không nói nữa, mình sẽ ấn nút hồng nhé. Và nó mang cho bạn ngũ cốc kỳ lân. Xin chúc mừng bạn nhé. Tớ sẵn sàng rồi. Thôi được rồi, ăn chúng đi, mở miệng to ra nhá. Ngon quá. Tận hưởng đi, vận may có thể quay lưng lại bất cứ lúc nào đấy. Tớ biết rồi, tớ có một cái xô Nutella, có thể thu thập những chiếc nhẫn ở trong này. Như này thuận tiện hơn nhiều khi ăn chúng. Ngon quá. Trời ạ, tớ có thể ăn như này ngày nào cũng được. Được rồi Jennifer, tớ rất vui vì cậu đang hạnh phúc. Để vui hơn thì tớ muốn thử một cái miếng này nữa. Cậu ấy đang nghĩ ra cái gì vậy? Tớ hiểu rồi. Sữa, tất nhiên rồi. Bữa sáng khô làm gì, phải có sữa chứ. Trời ạ, đây là hoàn toàn vấn đề khác luôn. Tớ sẽ đặt cái xô ở dưới. Và trong khi sữa đang đổ, có thể nhai ngon.
Ngon quá. Ê, Hề ơi, còn tớ thì sao? Này, tớ cũng đã luôn nhấn nút rồi. Cho tớ đồ ăn ngon đi. Tớ không muốn làm cậu buồn Mia, nhưng thức ăn cho chó hầu như không phải ngon chút nào. Nhưng chắc chắn sẽ rất là vui. Trời ơi, hôi quá, tớ không mong đợi điều này. Thôi đủ rồi, đủ rồi. Trời ạ. Ôi, tớ không muốn ăn đây này đâu, kinh quá. Trong khi cậu trong chiếc hộp đó Mia, quy tắc của tớ phải được áp dụng. Khi nào tớ ra khỏi đây, tôi nói cậu nên né tránh xa tớ ra. Ôi, trông cậu buồn cười lắm Mia. Thôi được rồi, tớ sẽ nhấn hai cái nút liền nhá. Ồ, táo bạo đấy. Giống như quyết định táo bạo của cậu có hiệu quả. Combo yêu thích là trên màn hình của tớ. Hãy bắt đầu với trứng nhá. Ai, đau quá. Trời ạ, những viên đá này là gì đây? Ôi không, đây là trứng sống. Trời ạ, thật là xui xẻo. Đúng vào mặt nữa chứ. Nào Jennifer, bạn tỉnh chưa? Nếu cậu nhớ, cậu đã nhấn hai nút liền. Trời ạ, đó chưa phải là tất cả sao? Tất nhiên là chưa rồi. Bây giờ là lông, cả một đống. Trời ạ, ôi trời ơi, cái gì đây? May mắn thực sự đã quay lưng lại với tớ rồi. Bây giờ tớ như một con gà vậy. Trời ạ, cậu đã làm gì với tớ đây đồ hề? Ôi, lông thực sự rất hợp với cậu đấy Jennifer. Cậu đang cười cái gì vậy? Nhấn nút đi Mia, bấm đi. Thôi được rồi, bấm cái này nhá. Ồ, cậu may mắn thật đấy. Nước sốt Tabasco. Mia giữ chặt lại. Nhưng mà đừng mở miệng ra nhá. Trời ơi, cảm ơn vì lời khuyên. Cậu có thể chỉ không đổ nước sốt vào tớ được không? Trời ạ, đó là quy tắc Mia. Vì vậy phải kiên nhẫn đi. Ôi trời ạ, nó kết thúc rồi. Ôi trời ạ, vào mồm rồi, tớ đang bốc hỏa. Wow, thật đáng kinh ngạc. Ôi cứu. Trời ạ, tớ cháy rồi. Trời ạ, ai bảo cậu đổ Tabasco vào người tớ? Thôi được rồi Mia, tớ sẽ giúp cậu. Tớ sẽ mặc một bộ đồ vào. Bây giờ tớ là một lính cứu hỏa thực sự. Bây giờ phải tắt ngọn lửa thôi. Ôi, cảm ơn. Trời ạ, bây giờ tớ ít hết rồi. Nhưng mà không còn lửa nữa. Làm tốt lắm. Tuyệt, bây giờ tớ nghĩ thử thách thành công rồi. Wow, thật là một đống poppit khổng lồ. Lạ thật đấy, nhưng tớ nghĩ của tớ bị hỏng mất rồi, không thể nhấn được nút. Thế cậu sẽ làm gì? Tớ biết rồi. Phoebe đừng ngửi nữa, cậu không thể ăn cái này đâu. Sai rồi, món poppit của tớ được làm từ kẹo dẻo và nó rất ngon. Tuyệt quá đi mất. Wow, bạn may mắn thật đấy. Ôi, còn lại rất ít, nhưng tớ đã sát ăn nó xong rồi. Wow, tuyệt thật đấy. Cậu xem gì đấy, ăn đi. Ok luôn. Ồ, có lẽ poppit của tớ cũng là mứt cam. Không giống lắm, nó rất là cứng. À, đó là sô-cô-la. Tớ thậm chí còn may mắn hơn mong đợi đấy. Sô-cô-la chẳng yêu thích của tớ với những viên kẹo bên trong. Một sự kết hợp rất là tuyệt vời. Ôi, ngon quá đi mất. Trời ơi, thật là tuyệt vời. Quá tuyệt luôn ý. Ôi Mia, mặt cậu dính đầy đồ kìa. Không sao, tớ có thể sửa nó một cách nhanh chóng. Đấy, đấy, thế này là xong rồi, gần như sạch rồi. Đấy, tốt hơn rồi đấy. Tớ là người duy nhất còn lại. Tớ mong sẽ có một tin tuyệt vời. Tớ tự hỏi món poppit của mình được làm bằng gì. Mứt cam hay sô-cô-la? Không giống lắm. Trời ạ, dài thế. Ôi, tớ ngã. Ôi trời ạ, đây là poppit thật đấy. Hay quá, chúng ta có thể chơi. Ôi, bình tĩnh làm sao, tuyệt thật đấy. Tưởng rằng rất cần mình ngay bây giờ. Wow, Bim Bim, đây là một tin tuyệt vời. Nhưng tại sao chúng ta đều có một lon? Không biết, tôi nghĩ chúng ta vẫn nên ăn thử nó. Ừ, có chuyện gì đấy Phoebe? Tớ cũng không hiểu. Trời ạ. Nào, ice. Bim Bim bay ngay vào mắt tớ. Ôi, buồn cười lắm đấy. Tớ không thể vui cái gì cả. Tớ nghĩ lọ đã rỗng rồi, thật tốt khi có thể ăn một miếng. Ôi, thế thôi, tớ đã no rồi. Bây giờ đấy là các cậu đấy. Thôi được rồi, đến lúc kiểm tra trong lọ của tớ có gì. Hy vọng có nhiều hơn nữa, hãy cùng xem nhé. Không thể nào, cái lọ này không có đáy, không có Bim Bim bên trong. Trời ạ, nhìn kia kìa. À, đây rồi. Làm sao mà tớ có thể bỏ lỡ được nhỉ? Theo tớ thì có 10 cái liền, tuyệt chưa? Ôi, phải hít phát đã. Ôi, tớ muốn hắt xì hơi. Ôi, may quá, bỏ qua rồi. Bây giờ có thể ăn. Nó bắt hắt chứ. Ôi trời ơi, cậu thử bay tất cả các Bim Bim của cậu rồi. Ôi trời, Mia ăn đi.
Ôi tuyệt vời quá. Ôi có bao nhiêu là bim bim. Chưa kết thúc này, hãy nhìn xem. Wow, có cả 100 cái dao ý. Ôi tuyệt chưa, thật là quá tuyệt. Cậu có phiền nếu tớ ăn thử không? Tất nhiên là phiền rồi, đừng đến gần thức ăn của tớ. Tớ có thể ăn một mình không cần sự giúp đỡ. Hãy nhìn đây. Wow, đáng kinh ngạc. Làm thế nào cậu ăn được tất cả vậy? Yên tâm đi, tớ ăn được hết mà. Ui, hình như ai đó nghẹn rồi kìa. Đã đến lúc phải cứu Mia. Chờ một chút nhá, tớ có cái này để giúp cậu đấy. Ôi, cảm ơn nhiều Lenny. Cậu là người bạn thực sự. Nhưng cô ca này bị làm sao vậy? Tại sao nó lại... Rồi, trời ơi, nó phun hết cả vào người tớ rồi. Thật là một cơn ác mộng, tớ ướt hết cả người rồi. Trời ạ. Ui, tớ thậm chí không biết nó sẽ xảy ra như thế. Wow, có bao nhiêu là Kit Kat? Tớ sẽ không nói nhiều đâu. Tớ có 10 miếng, không tệ. Rất là được. Còn Phoebe chỉ có một. Kẻ thù cuộc. Nhưng mà tớ chắc chắn rằng nó ngon trong tất cả. Ê, cẩn thận. Trời ạ, cậu ném hết cả giấy vào đầu tớ. Xin lỗi, tình cờ một chút thôi. Wow, ngon thật đấy. Mùi thật là thơm. Ê, trời ơi, bỏ ra. Ôi, xin lỗi nhá. Tớ sẽ ghi nhớ điều này. Chúng tớ sẽ ghi nhớ. Thôi được rồi, bây giờ mình ăn sô-cô-la của mình đi. Ôi, tớ nghĩ đây là ý kiến tuyệt vời đấy. Tớ nghĩ tớ sẽ bỏ vào bọc ra trước đây này. Wow, cậu làm tuyệt thật đấy. Rất là khéo léo luôn, thật tuyệt. Tớ biết mà. Đấy, bây giờ tớ sẽ chỉ cho các bạn cách đun đúng nhá. Hãy dùng dĩa và dao, tớ có thể xử lý nó. Thôi được rồi, tớ sẽ ăn như thế này vậy. Chắc chắn sẽ làm được. Ui, ngon quá, trời ơi. Tớ không thể tin được, không thể dừng lại được. Trời ạ, đây là sô-cô-la tốt nhất trên thế giới. Ôi, cách cơ sở của bạn này biến đâu mất rồi. Ôi, cần gì, tớ không cần bất cứ thứ gì cả. Tớ sẽ ăn như thế này luôn. Ê, cậu quên mất một cái rồi này. Để tớ ăn, đuôi. Ôi dồi ôi, trời ạ, tớ ngất mất. Danny bình tĩnh lại đi, cậu phải ăn 100 cái sô-cô-la nữa đấy. Ừ, Phoebe cậu đúng. Bắt đầu đi cậu. Ôi, không sao, tớ có một cách tiếp cận rất là đặc biệt. Cái gì đấy? Bộ đồ người thợ xây, rất phù hợp với cậu. Cảm ơn, tớ quyết định xây dựng một cái gì đó thật tuyệt vời. Cậu chưa bao giờ thấy một cấu trúc như vậy đâu, tớ khẳng định luôn. Wow, trông thực sự rất là khó tin đấy. Thật là tuyệt. Cần một cái cầu thang để lên trên đỉnh nữa. Đấy. Bây giờ mình sẽ dùng những cái viên gạch ngọt ngào cuối cùng. Ê, cậu xuống đi. Cẩn thận đấy. Đừng yêu cầu tớ xuống, ở đây rất là tuyệt luôn. Nếu cậu không muốn thì ok vậy. Thậm chí còn tiện lợi hơn cho chúng tớ. Xin lỗi nha Danny, nhưng mà cơ sở của cậu sẽ kết thúc ngay bây giờ. Ôi không, cậu đang làm gì vậy? Trời ạ, tớ đã rất cố gắng. Ôi, chúng tớ không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng tớ phải thực hiện bước này vì sự lợi ích của sô-cô-la. Và chúng tớ sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì. Nó rất là giá trị. Khi nào thì mới có cơ hội được ăn ngon như vậy? Ôi, được rồi, cái này có thể vứt đi được rồi đấy. Tớ đây, tớ hy vọng các cậu không cảm thấy buồn chán. Có điều gì khiến tớ đau cô quay cuồng ơi này? Thật tốt tớ có mua hiểm. Ôi, cậu hài hước làm sao? Ôi, cuối cùng tớ cũng có phần lớn nhất rồi. Hàng trăm cái kẹo. Cậu nhận được bao nhiêu đấy? Danny chỉ có một, quá là buồn cười luôn. Ôi, tớ không nghĩ như vậy đâu. Tớ không nghĩ có điều gì đâu buồn cười ở đây cả. Hãy nhìn xem, có một số kẹo cao su nhai trong gói, thật là tuyệt vời mà. Ui, Mia xin lỗi nhá, tớ không nghĩ rằng tớ sẽ đánh cậu. Chúng ta hãy bắt đầu thôi nào. Bây giờ tớ sẽ cho cậu thấy cách hoạt động của người hâm mộ kẹo cao su thực sự. Đấy. Trời ạ, cậu có thể không vứt ra khắp nơi được không? Bây giờ cậu sẽ nhận được lại nhá. Ai, đau quá, trời ạ, cậu thật là... Cậu không cần phải đánh tớ như vậy. Thôi được rồi, bây giờ tớ sẽ bắt đầu ăn. Tớ sẽ đặt lên ngón tay và ăn như thế này này. Ngon thật đấy. Cậu làm gì vậy Danny? Trông rất kỳ lạ. Ừ, nhưng rất tiện. Và bây giờ tớ sẽ thổi bong bóng cho cậu xem. Tuyệt chưa? Tuyệt chưa? Wow, cậu nên làm về trong rạp xiếc đấy. Tớ hy vọng đó là một lời khen. Nếu vậy thì cảm ơn Mia. Mano, cậu thật là tuyệt. Bây giờ tới lượt Mia rồi đấy. Wow, cậu tháo giấy gói ra cùng một lúc này, hay thật đấy. Nhưng thủ thuật này vẫn dễ dàng đối với tớ. Tớ có thể ăn kẹo cao su trông như cái máy hút bụi như thế này này. Wow, bong bóng lớn thật đấy. Tớ nghĩ đến lúc phải châm nó rồi Mia. Tớ không thể làm khác. Ôi, nên che lại. Cậu làm gì vậy Danny? Tớ không nhìn thấy cái gì cả, trời ạ. Dường như có điều gì đó không ổn rồi. Ôi trời ơi, cậu vừa bóp lông mày của mình ra rồi. Trời ơi, một cơn ác mộng. Trời ạ, phải trả chúng vào chỗ cũ thôi. Cứu. Ôi.
thật là không mấy dễ chịu khi xem cái này. Ôi may quá, trời ạ, bây giờ nó lại về ổn rồi. Để đến lúc tớ phải làm việc của mình rồi. Ui, cẩn thận Phoebe. Ui, cậu có thể phá vỡ bàn đấy. Không sao, tớ đã tính toán hết rồi. Bây giờ tớ sẽ ăn thôi, xin lỗi nhá. Ôi, ngon quá đi mất. Trời ạ, tại sao cậu có thể nhét tất cả cậu cao su vào mồm như vậy? Không sao, không có gì đâu, không phức tạp gì cả. Ồ, bóng bóng to chơi kìa. Ê, Phoebe, cậu đi đâu vậy? Dừng lại, tớ sẽ giúp cậu. Danny, cậu vô dụng quá, quả bóng quá lớn rồi. Nhưng chúng ta phải cứu cậu ấy. À, có một lối rồi, cậu có thể bắn súng cao su và làm nổ quả bóng. Ừ, một ý kiến hay đấy, tớ có thể làm được. Thử nào. Ôi, cậu trượt rồi kìa. Thôi được rồi, để tớ thử lại nhá. Ai, trời ơi, bóng của tớ vỡ tung rồi. Ui, tớ sẽ giữ cậu, tớ giữ cậu, tớ sẽ bắt được cậu, cố lên. Ui, thất bại mất rồi. Xin lỗi, tớ đã cố gắng hết sức. Ôi, cảm ơn nhá. Thôi nào. Đấy, đồng hồ đã báo thức rồi. Trời ạ, đến lúc phải dậy. Hãy xem hôm nay ngày gì nhớ. Hoàn toàn quên mất. Trên lịch là Halloween mà. Đây là một tin tốt. Đã đến lúc cho những trò đùa đáng sợ rồi. Đầu tiên, cần phải thay đổi một chút. Tớ cầm một quả bóng bay, một tấm vải trắng và một cái bút dạ nữa. Nhìn này, đó là một con ma thật sự. Ôi, tớ không ngờ nó lại như thế này. Trông vui quá. Tớ sẽ treo nó trên Mia. Tuyệt lắm, bạn ấy vẫn đang ngủ. Đây là cơ hội của tớ. Tớ không thể lãng phí một tí thời gian nào được. Tớ sẽ để con ma ngay tại đây, ngay dưới mũi của bạn ấy. Đó không phải là tất cả. Tớ có một đôi găng tay rất là đáng sợ nữa. Ồ, tuyệt lắm, đeo được rồi. Bây giờ chỉ cần cho thêm kẹo vào đây nữa. Không biết như nào khi bạn ấy dâm lên nó nhờ. Và trò chơi khăm cuối cùng, slime. Ôi, nó kéo ra tuyệt quá. Tớ thậm chí không muốn để nó ra khỏi tay mình. Nhưng điều này cần thiết vì lợi ích của chơi khăm của tớ. Thôi, thế là xong, tớ phải đi thôi. Cuối cùng tớ sẽ đóng lại bằng một tấm áp phích tường gạch. Tớ bị tấn công bởi con ma. Chờ đã, đó không giống thật mà. Ôi trời ạ, tay tớ bị làm sao đây? À, dừng lại. Trời ạ, đây là găng tay thôi. Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Đến lúc phải giải quyết Suzy thôi. Ôi, trời ạ, mặt tớ bị dính thế này. Trời ơi, thật là một ngày khởi đầu thật là tồi tệ. Chờ đấy Suzy. Bức tường. Ôi trời ạ, đến đâu vậy? Ôi trời ạ, điên mất. Ê, leo leo leo, chúc mà Halloween vui vẻ. À, cậu tự yêu cầu nè nhá. Bây giờ đến lúc mình phải trả thù rồi. Đến lượt tớ, sẽ đáng sợ hơn của bạn rất nhiều. Tớ sẽ sử dụng một bảng bằng gỗ, còn có lỗ ở giữa và vải đen. Theo tớ, tớ sẽ đặt một cái popcorn ở đây. Và cũng cần phải bỏ đáy ra, tuyệt lắm. Bây giờ đổ bóng ngô vào để không có gì có thể nhìn thấy. Tuyệt. Ôi, bạn thích hình ảnh mới của tớ không? Đáng sợ đúng không? Để tạo ra bầu khí đáng sợ, cần phải bật một bộ phim kinh dị và mở đèn. Bây giờ hoàn toàn im lặng, chỉ cần quan sát và tớ sẽ dưới gầm này nhá. Ồ, phim kinh dị, tuyệt quá, tớ cũng mang muốn xem. Ồ, bỏng ngô nữa chứ, tuyệt thật đấy. Ôi, có gì đó không ổn với nó, có lẽ là... À, trời ạ, ai cắn ngón tay tớ thế này? Trời ạ, cô làm gì vậy? Ôi, có quái vật trong này sao? Đúng vậy. Ôi, mình phải chạy thôi. Xin lỗi Mia, nhưng bây giờ tớ chắc chắn sẽ không dừng lại. Tớ còn còn rất nhiều trò đùa trong kho. Với cái tiếp theo, tớ sẽ sử dụng cánh tay giả nhé. Trông giống thật phải không? Hộp dụng cụ đâu nhở? Tớ sẽ lấy cái gì đó và tớ sẽ khoan nó. Ồ, đến lúc phải có một cái gì đó trên tường rồi. Nhưng mà... Ôi, bạn cần sự giúp đỡ đúng không? Nhìn tớ có gì này, hãy để tớ làm cho. Cảm ơn Suzy. Ôi, tớ muốn hát xì, hát chiêu. Ôi không, tớ đâm vào tay mình rồi. Kiêu. Suzy, cậu làm gì vậy? Ôi trời ơi, có một cái lỗ khổng lồ trên tay. Ôi, tớ thấy tệ quá. Ôi, bạn ấy tin rồi. Trời ạ, biết ngay là hoạt động mà. Cái gì? Đây là tay của Suzy sao?
À, nó không phải là thật, lại lừa tớ chứ gì. Thôi được rồi, để đến lúc phải di chuyển, hay xem tớ có gì nhá. Ôi, trông rất là tuyệt. Và bây giờ cần đội bộ não silicon lên. Trông đẹp lắm, nhưng mà thiếu cái gì đó, ví dụ như máu. Tớ sẽ lấy sơn màu đỏ và bôi hết cả đồ trắng vào. Và bây giờ mình sẽ quấn cẩn thận quanh đầu. Nhưng cái này chắc là mình cũng sợ, trông đáng sợ thật. Tớ sẽ đội thêm tóc giả nữa để Suzy không hiểu một cái gì luôn. Ôi, tớ nghĩ trông rất tuyệt đúng không? Ôi, bây giờ thì lấy thêm một cái bảng này nữa đặt sau lưng và xong rồi. Chào Mia, ngồi xem phim kinh dị với tớ đi. Ôi, có vẻ như Suzy đã tin rồi. Lâu rồi chưa kéo tóc của ai nhở? Cái gì nữa đấy? Ôi, tớ nghĩ tớ xé hết tóc của Mia ra rồi. À, ngạc nhiên chưa? Hờ, trời ạ, buồn cười quá. Cho kẹo hay bị kẹo? Ôi, chúng ta có những vị khách đầu tiên rồi. Xin chào bạn, lấy đi. Ê, bạn chỉ được lấy một vài cái thôi, không phải tất cả. Trời ạ, thôi được rồi, mình sẽ dạy cho bạn ấy một bài học. Mình sẽ nấu những quả trứng sô-cô-la đặc biệt. Ôi, mình sẽ chọc gỗ vào trong và cho vào như thế này, trông thật là tuyệt. Cho kẹo hay bị kẹo? Ồ, bạn trở lại rồi sao? Đây, tớ có món đồ chơi này. Hãy xem, bạn thích nó như thế nào nhá. Ồ, tuyệt quá. Tớ yêu Kinder Surprise. Tớ muốn ăn nó ngay bây giờ. Trời ạ, tuyệt quá đi mất. Ôi trời ơi, cái gì nữa đây? Ôi, đây là trứng sống. Ôi, ghê quá. Ôi, mình đã vui và không dừng lại được. Cần phải thêm một trò đùa mới. Tớ sẽ sử dụng một quả bí ngô. Biểu tượng chính là Halloween. Ôi, tớ có một chiếc đèn lồng Jack tuyệt vời. Cần phải đặt nó nến bên trong nữa như thế này này. Tớ nghĩ tớ sẽ đặt nó ngay ở dưới giường của Suzy. Trong khi bạn ấy không có, mình sẽ cho vào. Tuyệt lắm. Bây giờ đã cho Jack vào rồi. Bây giờ mình sẽ cần giày thể thao và sơn màu đỏ. Mình sẽ bôi nó để giày, để lại dấu chân máu thảm nhá. Ôi, không có gì tốt hơn trò khăm kinh điển này. Tuyệt lắm, sẵn sàng. Ôi, bây giờ đến lúc phải đi rồi. Ôi, hôm nay là một ngày rất bận rộn, tớ mệt mỏi quá. Ôi, cái gì nữa đây? Trời à, giống như máu vậy. Mẹ ơi, tớ sợ quá. Ai đã đập nhật vào phòng tớ sao? Đúng rồi, chồng đang trốn dưới gầm giường. Ôi, trời ạ, trông bạn buồn cười quá Suzy. Ôi, sao mà mình không nghĩ ngay lập tức đó là trò đùa của cậu nhỏ. Thôi đừng cười nữa Mia, nhận lại đi. Ôi, không trúng, không trúng. Ôi, mình chỉ đùa thôi mà, và cậu ấy đã ném gối vào tớ rồi. Tớ cần phải trả thù, và có vẻ như tớ đã nghĩ ra cách rồi. Tớ sẽ lấy chiếc khăn trắng như thế này, trải lên sàn và để lại những vết máu lòng bàn tay. Tớ nhận thấy điều này làm Suzy sợ hơn bất cứ điều gì đấy. Đây là hiệu ứng mà tớ đang tìm. Nhân tiện, rất là tuyệt vẽ sơn vào tay tớ. Tuyệt quá đi mất. Bây giờ tớ sẽ in thêm một vài bản nữa. Bây giờ có thể cho khăn trở lại. Như này này, trông tuyệt vời hơn đấy. Ôi, nhưng mà chắc là một chiếc khăn không đủ. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu thêm sơn đỏ trực tiếp vào đầu vòi hoa sen nhở? Điều này chắc chắn sẽ khiến Suzy sợ chết khiếp luôn đấy. Mọi thứ đã xong rồi. Và quan trọng nhất, tớ không để lại bất cứ thứ gì. Ôi, trận tắm đấm máu sẽ là một bất ngờ cho cậu ấy. Và tớ có một ý tưởng tuyệt vời hơn nữa. Để lại một thông điệp đáng sợ bằng xà phòng ở trên gương nhá. Bây giờ, sự kiên nhẫn của Suzy sẽ cạn. Tớ đang theo dõi cậu. Tớ nghĩ sẽ khá đáng sợ đấy. Ước là tớ có thể phản ứng của Suzy với tất cả những trao đổi của tớ. Điều quan trọng nhất là không phải đến trước tớ. Đến lúc phải tắm rửa sạch sẽ rồi, vòng hoa sẽ giúp tớ thư giãn. Thoải mái quá. Nhưng mà tại sao nó lại đỏ? Ôi trời ạ, chắc là Mia lại làm gì rồi. Trời ạ. Ôi không, chiếc khăn màu có in đẫm máu. Cái gì nữa đây? Ôi, ai đó theo dõi tớ. Ôi, cơn ác mộng này. Ôi, phải chạy thôi.